Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự tối thứ bảy ngày 4 tháng 8 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình. Chương trình thời sự có những tin đáng chú ý sau. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh kiểm tra và chỉ đạo công tác phòng trừ bệnh lùn sọc đen gây hại lúa mùa. Hội doanh nghiệp thành phố Thái Bình, ngôi nhà chung của cộng đồng doanh nghiệp, góp phần đưa các doanh nghiệp, doanh nhân của thành phố ngày càng lớn mạnh, hội nhập và phát triển. Những cột điện nằm giữa trục đường xã Quỳnh Sơn và Quỳnh Xá vừa mất mỹ quan vừa gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Sáng nay, ba nữ công các cơ quan tỉnh ủy tổ chức gặp mặt và tuyên dương thành tích học tập của các cháu học sinh là con cán bộ, công chức, người lao động trong các cơ quan tỉnh ủy. Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy tới dự. Năm học 2017-2018, các cháu là con cán bộ, công chức, người lao động trong các cơ quan tỉnh ủy đã nỗ lực cố gắng, quyết tâm rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, siêng năng học tập và giành được nhiều kết quả cao. Trong tổng số 204 cháu, có 10 cháu tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đều vượt điểm đăng ký xét tuyển vào các trường đại học. Một cháu học sinh giỏi cấp quốc gia, 5 học sinh giỏi cấp tỉnh, 13 học sinh giỏi cấp huyện, thành phố, 4 cháu học sinh vượt khó vươn lên trong học tập. Thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh ủy, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã biểu dương, chúc mừng thành tích học tập của các cháu. Đồng chí mong muốn các cháu tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, tích cực trau dồi đạo đức, học tập, xứng đáng là con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ. Đồng chí đề nghị các cơ quan trực thuộc tỉnh ủy và ban nữ công cơ quan tỉnh ủy quan tâm, tạo điều kiện hơn nữa, thường xuyên động viên, khích lệ tinh thần học tập của các cháu để các cháu gặt hái được nhiều thành công trong năm học mới. Tiếp đó vào chiều nay, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đi kiểm tra và chỉ đạo công tác phòng trừ bệnh lùn sọc đen gây hại lúa mùa ở một số địa phương. Hiện nay huyện Thái Thụy có 20 xã lúa đã rải rác bị bệnh lùn sọc đen với các biểu hiện như cây lúa lùn, lá xanh đen, rễ ngắn không phát triển, tập trung nhiều ở các xã như Thái Giang, Thái Sơn, Thái Thành, Thụy Quỳnh, Thụy Dũng. Tương tự là ở huyện Kiến Sương, theo báo cáo của lãnh đạo huyện, trên địa bàn có khoảng hơn 5.000 hecta lúa bị lùn sọc đen tập trung ở 14 xã như Lê Lợi, Nam Cao, Hồng Thái, Vũ Hòa. Trước tình hình trên, huyện Thái Thụy và Kiến Sương chỉ đạo các xã tăng cường tuyên truyền người dân kiểm tra đồng ruộng và nhổ bỏ những cây lúa bị bệnh, tổ chức phun phòng trừ dày. Tại các nơi đến kiểm tra, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các địa phương cần tăng cường tuyên truyền người dân kiểm tra đồng ruộng, phát hiện những diện tích lúa bị lùn sọc đen để nhổ bỏ và tiêu hủy, tranh thủ thời tiết thuận lợi phun phòng trừ sâu bệnh, nhất là phòng trừ dày trên diện tích lúa đã cấy. Ngành nông nghiệp và Chi cục Bảo vệ thực vật tích cực cử cán bộ xuống các địa phương phối hợp để hướng dẫn người dân phun phòng trừ, hạn chế thấp nhất thiệt hại do sâu bệnh gây ra. Cũng trong chiều nay, đồng chí Hà Công Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đi kiểm tra đôn đốc huyện Kiến Sương tập trung phòng trừ bệnh lùn sọc đen trên lúa mùa. Theo báo cáo của ngành nông nghiệp Kiến Sương thì đến thời điểm này, huyện đã cơ bản gieo cấy xong 11.300 hecta lúa mùa. Tuy nhiên, ở 14 xã trên địa bàn huyện xuất hiện bệnh lùn sọc đen với diện tích lúa nhiễm bệnh khoảng 5.500 hecta. Đến nay đã phun phòng trừ được 5.000 hecta. Huyện Kiến Sương khuyến cáo bà con nông dân khi phát hiện cây lúa có các biểu hiện cây thấp lùn, lá xanh đậm bất thường, rễ cứng đâm ngang, lá xoăn nổi gân thì cần khẩn trương nhổ bỏ để loại bỏ tác nhân gây bệnh. Đánh giá cao công tác chủ động phòng trừ sâu bệnh hại bảo vệ lúa mùa, đồng chí chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chỉ đạo huyện Kiến Sương triển khai đồng bộ các giải pháp bảo vệ sản xuất nông nghiệp, theo dõi sát diễn biến của sâu bệnh để kịp thời chỉ đạo hướng dẫn người dân về các loại thuốc đặc hiệu, kỹ thuật phòng trừ bệnh hại bảo đảm hiệu quả cao. Tăng cường kiểm tra thị trường thuốc bảo vệ thực vật, kiên quyết không để thuốc bảo vệ thực vật giả hoặc kém chất lượng lưu hành trên thị trường, ngăn chặn việc lợi dụng sự phát triển của sâu bệnh để nâng giá thuốc ảnh hưởng đến nông dân. Thành ủy Thái Bình tổ chức triển khai học tập nghị quyết hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12. Đồng chí Đỗ Đình An, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố dự hội nghị. Đây là những nội dung quan trọng cụ thể hóa nghị quyết đại hội lần thứ 12 của Đảng. Trong đó, nghị quyết số 26 của Ban chấp hành Trung ương về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Đồng thời phân tích cụ thể thực trạng đội ngũ cán bộ các cấp, tình hình thực tiễn đổi mới của đất nước, từ đó khẳng định sự cần thiết của việc xây dựng ban hành nghị quyết 26.
Ngoài ra, các đại biểu còn được giới thiệu quán triệt nghị quyết số 27 về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp, nghị quyết số 28 về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội và nghị quyết số 23 về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Huyện Kiến Sương cũng đã tổ chức hội nghị quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 tới cán bộ chủ chốt của huyện và các xã thị trấn. Để thực hiện nghiêm túc các nghị quyết này, huyện Kiến Sương đã xây dựng chương trình hành động và kế hoạch thực hiện với các giải pháp cụ thể sát với tình hình thực tế địa phương. Sau hội nghị, cán bộ chủ chốt, huyện Kiến Sương chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng, tổ chức quán triệt, triển khai nghị quyết tới toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các đoàn thể chính trị xã hội xong trong tháng 8 năm 2018. Thưa quý vị và các bạn, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và phát huy vai trò của người đứng đầu đã giúp Đảng bộ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh huyện Thái Thụy 10 năm liền đạt danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh. Gần 40 năm tuổi nghề, hơn 35 năm tuổi đảng, ông Viễn luôn tâm niệm phải luôn giữ vững lập trường tư tưởng, kiên định đường lối của đảng và phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của người đảng viên, đặc biệt là việc nêu gương của người đứng đầu. Tôi luôn xác định cái vai trò của người đứng đầu, cấp ủy và lãnh đạo cơ quan. Hàng năm thì bản thân tôi luôn chủ động bàn bạc với lại ban chấp hành đảng ủy xây dựng các cái phương án kinh doanh. Trên cơ sở đó thì giao khoán cho đến những nhóm và người lao động. Tôi luôn xác định là mình là người đứng đầu phải luôn luôn gương mẫu và tìm mọi biện pháp để hoàn thành xuất sắc tất cả các cái nhiệm vụ. Trên cơ sở đó thì nêu gương cho anh em cán bộ đảng viên trong cơ quan. Với 27 đảng viên hiện đang sinh hoạt ở 6 chi bộ trực thuộc đảng bộ, trong đó có trên 30% đảng viên có trình độ trung cấp lý luận. Những năm qua, việc quan tâm đào tạo, rèn luyện, bồi dưỡng thế hệ trẻ tạo nguồn cho đảng cũng là một trong những nhiệm vụ được Đảng bộ chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thái Thụy đặc biệt coi trọng và đặt ngang tầm với nhiệm vụ kinh doanh. Vì thế mà nhiều năm liền, Đảng bộ chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Thái Thụy là đơn vị dẫn đầu các đảng bộ doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Đảng bộ huyện về công tác phát triển đảng viên. Được sự quan tâm của ban lãnh đạo và toàn thể cơ quan, tôi được đứng trong hàng ngũ đảng từ rất sớm. Bản thân tôi thì phải luôn ý thức được cái tinh thần trách nhiệm và nghĩa vụ của mình đối với cơ quan, đối với lại đảng. Chúng tôi luôn phải học tập, trau dồi kinh nghiệm và luôn luôn phấn đấu để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Ngay từ khi mà cán bộ trẻ bắt đầu mới bước chân vào ngành thì chúng tôi cũng rất là quan tâm đến cái đội ngũ cán bộ trẻ và có kế hoạch giao việc cũng như là quan tâm giúp đỡ các đồng chí phấn đấu ngay từ những cái ngày học việc đầu tiên của mình. Thế và giúp đỡ các đồng chí là phát huy được những cái năng lực sở trường của bản thân. Không chỉ đi đầu trong công tác phát triển đảng viên, Đảng bộ chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Thái Thụy còn là đơn vị được Đảng bộ huyện đánh giá cao trong việc đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, cũng như việc phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của người cán bộ đảng viên. Đảng bộ Ngân hàng Nông nghiệp cũng hết sức là quan tâm, đấy, tạo điều kiện cho cán bộ công chức viên chức trong ngành là phấn đấu rèn luyện. Thì hàng năm là cũng đều kết nạp được từ 1 đến 2 đảng viên. Các đồng chí đảng viên được kết nạp thì cũng phát huy tốt được cái vai trò của người đảng viên. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành việc làm thường xuyên, liên tục trong cán bộ, đảng viên, người lao động chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Thái Thụy. Từ đó đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, từng bước hình thành phong cách làm việc hiệu quả vì sự phát triển của địa phương, doanh nghiệp. Chuyển sang tin tức khác, công ty cổ phần gốm sứ Thái Bình thuộc khu công nghiệp Tiền Hải ứng dụng công nghệ tráng men mới giúp giảm nhân lực, tăng năng suất lao động. Công ty cổ phần gốm sứ Thái Bình những năm gần đây đã tập trung đầu tư chủ yếu vào dòng gốm sứ dân dụng. Hiện nay sản lượng của công ty đạt 13 triệu sản phẩm một năm, doanh thu đạt 36 tỷ đồng. Có được kết quả trên là do công ty đã đầu tư dây chuyền tráng men công nghệ mới giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và giảm 50% số lao động của một dây chuyền. Hiện công ty đang tạo việc làm và duy trì mức lương ổn định cho 140 lao động địa phương.
Thưa quý vị và các bạn, được thành lập muộn nhất so với các huyện trong tỉnh, Hội Doanh nghiệp thành phố Thái Bình đang bước đầu xây dựng nền móng, trở thành ngôi nhà chung của cộng đồng doanh nghiệp, góp phần đưa các doanh nghiệp doanh nhân của thành phố ngày càng lớn mạnh, hội nhập và phát triển bền vững trong thời kỳ của cách mạng 4.0. Với môi trường thông thoáng, hấp dẫn, thu hút đầu tư, thúc đẩy khởi nghiệp, thúc đẩy sản xuất kinh doanh của thành phố nên đã thu hút ngày càng nhiều các doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn. Hiện nay, thành phố Thái Bình có trên 2.600 doanh nghiệp đang hoạt động, chiếm 45% tổng số các doanh nghiệp toàn tỉnh. Tuy nhiên, hoạt động của các doanh nghiệp thiếu sự liên kết, chưa có tiếng nói chung, một số thiếu kinh nghiệm và ứng xử trong kinh doanh, thiếu thông tin về chính sách liên quan đến doanh nghiệp. Đây cũng chính là lý do để ra đời ban vận động thành lập Hội Doanh nghiệp thành phố Thái Bình với vai trò kết nối, tạo diễn đàn chia sẻ kinh nghiệm, giúp hội viên cùng phát triển. Hội Doanh nghiệp thành phố là ngôi nhà chung của cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Thứ nhất là hội là cầu nối giữa doanh nghiệp và chính quyền. Hội phối hợp với chính quyền phổ biến các chính sách pháp luật của nhà nước tới các hội viên. Thứ hai nữa là hội sẽ hỗ trợ cho các doanh nghiệp khởi nghiệp. Thông qua hội thì các hội viên sẽ liên kết, hợp tác với nhau trong sản xuất kinh doanh, tạo điều kiện cho nhau trong việc tiêu thụ sản phẩm. Hiện nay, với yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, đòi hỏi các doanh nghiệp phải chuyển mình mạnh mẽ, không chỉ là nắm bắt cơ hội đầu tư công nghệ mà còn phải đổi mới cả tư duy, cách thức quản trị doanh nghiệp. Vì thế, Hội Doanh nghiệp thành phố sẽ là cầu nối hữu hiệu giữa các hội viên với cơ quan quản lý nhà nước, thực sự là nơi để cộng đồng chia sẻ và kết nối. Khi mà tham gia vào Hiệp hội Doanh nghiệp của thành phố đấy, thì chúng tôi sẵn sàng chia sẻ với bất kể các doanh nghiệp nào. Nếu như chúng ta có nhu cầu học hỏi về phương pháp quản lý và áp dụng công nghệ 4.0 đối với mô hình quản lý nhà máy sợi. Ngoài sự hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau, vì các doanh nghiệp cũng đồng hành cùng với chính quyền thành phố, tạo ra một sức mạnh đưa thành phố Thái Bình phát triển bền vững và thịnh vượng. Cùng với đó, thông qua Hội Doanh nghiệp, lãnh đạo thành phố và lãnh đạo tỉnh nhanh chóng nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của cộng đồng doanh nghiệp, từ đó đưa ra những giải pháp để tháo gỡ cho doanh nghiệp. Điều này sẽ tiết kiệm thời gian và kinh phí cho cả hai phía, doanh nghiệp và cơ quan quản lý. Ủy ban thành phố cũng rất là mong muốn hội sẽ là cầu nối để tạo điều kiện cho việc thực thi chính sách pháp luật trên địa bàn cùng với thành phố để làm tốt cái mở rộng môi trường đầu tư và thực hiện tốt cái cải cách thủ tục hành chính, cũng như là tạo điều kiện phối hợp với thành phố trong việc giải phóng mặt bằng, tạo một điều kiện thuận lợi nhất để cho các doanh nghiệp phát triển. Dù thành lập muộn, song với sự quan tâm của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân thành phố và sự nỗ lực của các hội viên sẽ là cơ sở, là động lực để Hội Doanh nghiệp thành phố Thái Bình tập trung xây dựng tổ chức hội lớn mạnh, chuyên nghiệp, xứng đáng là ngôi nhà chung của cộng đồng doanh nghiệp thành phố. Để duy trì kết quả thực hiện chỉ thị số 04 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, huyện Thái Thụy tiếp tục chỉ đạo xử lý kiên quyết và dứt điểm các hộ tái lấn chiếm trên địa bàn huyện. Là một trong những địa phương thực hiện khá nghiêm túc chỉ thị 04 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc giải tỏa chống lấn chiếm, sử dụng trái phép vỉa hè, lòng lề đường, hành lang an toàn giao thông đường bộ. Tuy nhiên hiện nay, tình trạng tái lấn chiếm lòng lề đường để hàng hóa làm nơi kinh doanh buôn bán có dấu hiệu tái diễn ở một số địa phương, đặc biệt là tại các thị trấn, thị tứ, các điểm họp chợ và khu vực trung tâm xã. Để chấn chỉnh tình trạng này, huyện Thái Thụy đã chỉ đạo các xã, thị trấn và các lực lượng chức năng tiếp tục xuống đường tuyên truyền, vận động các hộ dân nghiêm chỉnh chấp hành, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp cố tình chống đối không chấp hành, gắn trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền để xảy ra vi phạm. Cùng với việc duy trì và thực hiện nghiêm chỉ thị 04, huyện Thái Thụy đang triển khai thực hiện việc giải tỏa vật cản và các điểm lấn chiếm dòng chảy trên tất cả hệ thống sông trục trên địa bàn huyện theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Vừa làm mất mỹ quan khu dân cư lại vừa gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông, nhưng tình trạng cột điện giữa đường vẫn còn tồn tại trên nhiều tuyến đường nông thôn. Ngay sau khi nhận được thông tin phản ánh của người dân xã Quỳnh Sơn và Quỳnh Xá, huyện Quỳnh Phụ về vấn đề này, nhóm phóng viên thời sự của chúng tôi đã có mặt ở hai địa phương để nắm bắt sự việc. Người dân ở đây cho biết, sau khi nâng cấp, mở rộng đường giao thông nông thôn, thì những cột điện mà trước kia được chôn ở mép đường nay lộ hẳn ra giữa ngã ba, ngã tư hay trước cổng nhà dân. Rõ ràng đường thì rộng, thoáng đãng, nhưng ai cũng nơm nớp lo sợ. Hiện nay đối với Quỳnh Sơn là còn 6-7 điểm là cột điện còn nằm ở trong khu vực lòng đường. Và thực tế là qua quá trình thì một số trường hợp đã tai nạn đã xảy ra. Hàng ngày, hàng giờ, người dân vẫn di chuyển qua những khu vực này. Niềm vui vì được đi trên con đường mới của họ sẽ không được trọn vẹn nếu những cột điện cứ án ngữ ở những vị trí oái oăm như thế này.
ảnh hưởng đến cái cuộc sống của nhân dân, nên là muốn đề nghị là để chuyển cái cột điện để cho cái chỗ cho đảm bảo an toàn, bà con đi lại yên tâm. Như vậy có thể thấy rằng những phản ánh của người dân là hoàn toàn có cơ sở, và chừng nào những cột điện mà chưa được di chuyển đến những vị trí phù hợp thì người dân vẫn còn hết sức lo lắng mỗi khi tham gia giao thông qua những vị trí như thế này. Đến đây, chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình cũng xin được tạm dừng. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình trên trang web thaibinhtv.vn, trên ứng dụng TBTV Go hoặc trên fanpage và YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình. Xin kính chào và hẹn gặp lại!